Xin chào toàn thể quý vị và các bạn đã quay trở lại với channel Cập Nhật Bóng Đá để cùng với chúng tôi nói về câu chuyện của ngày hôm nay. Câu chuyện là kênh nào phát trực tiếp giải đấu League 2 nơi có sự hiện diện của cầu thủ Nguyễn Quang Hải tại Pau FC. Và bước vào lời nói đầu tiên thì chúng tôi xin chúc toàn thể quý vị và các bạn có một buổi sáng, chiều và tối thật nhiều niềm vui, hạnh phúc trong ngày hôm nay. Nhớ lại đăng ký kênh để chúng ta có những cập nhật bóng đá mới nhất liên quan đến cầu thủ Nguyễn Quang Hải nơi có sự hiện diện của Nguyễn Quang Hải tại Pau FC. Và theo những gì mà chúng ta đã được từng thấy thì giải đấu cao nhất của nước Pháp đó chính là giải đấu League One. Và ở đó thì ba mùa gần đây nhất thì đơn vị sở hữu bản quyền liên quan đến bóng đá của giải đấu League One đó chính là VTVK. Và ngày hôm nay thì khi mà Nguyễn Quang Hải tiến đến gần hơn đối với giải đấu hạng 2 của Pháp đó chính là League 2, cụ thể đó chính là câu lạc bộ Pau FC, thì người hâm mộ Việt Nam của chúng ta đang khá là quan tâm. Đang khá là quan tâm đối với lịch trình thi đấu của cầu thủ Nguyễn Quang Hải. Khi ở tháng 7 thì có đến 4 trận đấu của Nguyễn Quang Hải ở trong màu áo của Pau FC. Không biết được là có thể đá chính hay không. Tuy nhiên, việc người hâm mộ quan tâm đến kênh nào, đơn vị nào sở hữu bản quyền đó là một điều dễ hiểu thôi. Và đây là lịch trình của Nguyễn Quang Hải ở tháng 7. Vào ngày 12 tháng 7 thì Nguyễn Quang Hải sẽ cùng với đồng đội của mình sẽ có một chuyến làm khách tới tàu Lossi đó, và đến ngày 15 tháng 7 thì Pau FC lại tiếp đón Angolimi. 23 tháng 7 thì đó Nios sẽ gặp Pau FC, đó là một trận giao hữu. Và ba trận giao hữu này là hứa hẹn sẽ là một cái gì đó cho Nguyễn Quang Hải có thể thể hiện trước huấn luyện viên trưởng cũng như là các cầu thủ đồng đội của mình, và chiếm lấy một cái suất đá chính ở giải đấu League 2 được diễn ra bắt đầu từ ngày 30 tháng 7 năm 2022. Trận đấu đầu tiên họ sẽ gặp đó chính là đội Wingup vào ngày 30 tháng 7 đó. Thì chính vì vậy thì vấn đề mà chúng ta cần giải quyết đó chính là kênh nào phát trực tiếp. Thì như mình đã nói trước đây thì League 1 đó chính là đơn vị sở hữu bản quyền đó chính là VTVK. Đó là 3 mùa giải gần đây nhất. Tuy nhiên ở giải đấu League 2 này thì hiện tại thì chưa có nhà đài nào là mạnh dạn đưa ra những thông tin liên quan đến bản quyền. Vì hiện tại thì những năm trước đây thì League 2 hầu như là không được chú ý tại quốc gia của chúng ta, cụ thể là Việt Nam. Và không biết thì khi Quang Hải tới Pau FC thì sát ngày 30 tháng 7 thì liệu rằng đơn vị sở hữu bản quyền nào ở Việt Nam như FPT, VTV hay là K-Cộng có thể là nắm giữ bản quyền hay không. Tuy nhiên thì tính đến thời điểm hiện tại thì chúng ta vẫn chưa có được một đơn vị nào đang sở hữu bản quyền League 2 cả. Chính vậy thì nếu mà muốn xem được giải đấu League 2, nếu như mà không có đơn vị nào sở hữu bản quyền đến khi trước giờ mà bóng lăn, trước ngày 30 tháng 7 năm 2022, thì tất nhiên chúng ta sẽ phải xem ở một số nền tảng khác ngoài lãnh thổ Việt Nam. Và tất nhiên là nền tảng đó là không chính thống. Và có một điều là tất yếu là chúng tôi sẽ live trực tiếp ở dưới phương diện đồ họa, các thông số, chỉ số và những tỷ lệ kiểm soát bóng, tỷ lệ đá bóng, tỷ lệ sút trúng cầu môn và giữ bóng của Nguyễn Quang Hải tại channel Cập Nhật Bóng Đá ngay và luôn tại lúc mà bóng lăn ở sân, thì chúng tôi có thể cập nhật dưới phương diện đồ họa cho toàn thể quý vị và các bạn cùng xem. Thì các bạn có thể đăng ký kênh để chúng ta có thể, nếu như không có đơn vị nào sở hữu bản quyền, thì chúng ta sẽ có thể xem ở dưới phương diện đồ họa như vậy. Ngoài ra thì nếu có đơn vị nào sở hữu bản quyền thì chúng tôi sẽ thông báo cho toàn thể quý vị và các bạn được biết một cách sớm nhất. Đó. Và sau cùng thì mình sẽ cập nhật cho các bạn lại cái lịch trình thi đấu của Nguyễn Quang Hải cũng như là Pau FC vào tháng 7 tới đây. Vào ngày 12 tháng 7 thì họ sẽ có một cuộc giao hữu với Toulouse. Đến ngày 15 tháng 7, tức là 3 ngày sau, họ sẽ tiếp đón Angolimi. Tiếp đến là ngày 23 tháng 7 là Nios sẽ tiếp đón Pau FC một trận giao hữu nữa. Và trận đấu chính thức ở giải League 2 đó chính là ngày 30 tháng 7. Wingup sẽ tiếp đón Pau FC của Nguyễn Quang Hải. Và như vậy thì xin chúc Nguyễn Quang Hải và các đồng đội của anh có thể thi đấu tốt ở những trận đấu tới đây. Và chúng ta hãy đăng ký kênh để luôn cập nhật những thông tin mới nhất và theo chân Nguyễn Quang Hải. Xin chào và hẹn gặp lại.